Dạ. Rồi sao ơi? Bà là. Rồi bác mới xuống đây, thế hôm nay gửi hàng à? Vâng, nay cháu gửi cho bác một đôi một trống một mái 1.000 1.000 luôn. À, giờ đẹp không? Đẹp, đẹp không? Đôi đẹp lắm, thích lắm. Thế mày chả bảo tao ngay tối hôm qua để tao bảo mấy cháu nó là tao mới. Alo, bác Hướng à? Sao liên lạc được với thằng chưa? Nó đi đấy, nó đi đấy. Vâng, cái đấy ok rồi, cháu gửi được. À, ừ, nó đi đấy. Vâng, liên lạc được, anh em cháu nó bắt máy nhau rồi. Vâng. Đúng à? Sao hả? Vâng. Ông nhận được hàng rồi. Ôi giời, đúng rồi. Tôi đẹp. Vâng. Nói mày nghe, mày mở ra một cái lỗ để cho tay vào bắt, mày công nhận không? Vâng. Ừ, thế tao lại không biết, tao lại mở mẹ mạnh ra, thế là một con nó nhảy, nó chui ra, nó bạch mẹ mất. Bây giờ còn một con mà không biết là con cái con đực. Con đuôi dài hay không đuôi dài? Dạ, cái con này, cái, tao thấy hai con đều đuôi dài, con này đuôi không dài. Vâng. Ừ, nhưng mà tiếc quá, nhưng mà thôi. Thế mẹ của đi thay người, hôm nào ông lại làm đôi nữa, chả lo gì. Rồi, hôm nay ông nào con này ấy được cái đôi ưng ý, con ông cứ đôi con đấy đi, chắc chắn là nó sẽ có lọc cho ông đấy. Không phải vấn đề đâu. Cho mẹ tao tiếc quá, cho mẹ tiếc hết từ lúc bây giờ. Vâng, con cũng tiếc, con sắp dịch mãi được ông thế nào. Rồi. Alo ạ. Thao đây à? Vâng ạ. Có dối việc không? Bác cứ nói đi ạ. Rồi mẹ tao cứ nhìn thấy con chim thì tao lại nhớ đến mày, tao tiếc quá mày Thao ạ. Thì cháu cũng thấy bác nói thế, cháu cũng chia sẻ là chỗ đúng là cũng là tiếc thật, tại vì là ra mày chả dặn tao nói gì cả, mày dặn bảo là bác phải cẩn thận thì mình cứ nghĩ là đóng hộp rồi thì mày mở cái lấy tao thò tay vào, tao lại tưởng là làm sao mà nó chui ra được. Mẹ vừa nhá ra cái là bảy bốn mà thiệt thôi, chim nó khôn nó nhanh mà, thì cái đấy bình thường. Cháu cũng đúng là qua cái sự việc của bác này là lần sau cháu cũng phải lưu ý, tại vì những cái trường hợp khác thì cũng không may nó, nhưng mà thôi bây giờ nó trong hộp mà bây giờ mình sơ ý thì cái đấy nó đúng là cũng chả ai muốn. Này, vâng. Không phải để thế là yên tâm rồi, nhưng mà vâng. Không có thêm mẹ cái thằng nào nó xem có khi cũng bay mất. Mày để kiểu đó có gì mà cái thằng nó xem có khi nó cũng bay mất, nhưng mà thôi lần sau tôi rút kinh nghiệm. Vâng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa, hôm nọ tao xem mày trao đổi với một cái thằng nó ở đâu nhỉ, cũng ở đất Hà Nội thôi. Vâng. Tự nhiên tao quên mẹ tên, bây giờ có tuổi nên mày hay quên. Đúng rồi. Tao thấy nó trao đổi mày, nó mua một cái con chim gáy mà đại khái là chim khách mà đã rất thuần rồi đấy. Vâng. Thế mày mới nói cái giá cả như thế, tao cho là rất đẹp, xong rồi nó bảo mày chụp gì đấy. Vâng. Gửi cho nó. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vâng. Cái thằng gì nó ở? Nó ngay Hà Nội thôi. Vâng. Ừ. Đúng rồi ạ. Đây, hôm nọ tao mở máy. Bác có thích chim khách không? Đây bây giờ đang có con chim khách đẹp cực để kỷ niệm cho bác được mà. Rồi. Con chim này là chim đực 100% già rồi, bây giờ treo vào lồng ở đâu sang lồng thoải mái, di chuyển chỗ nọ chỗ kia gáy ngủ thoải mái. Nó bảo như vậy là con chim, như vậy là mày bảo con chim là toàn lắm rồi. Vâng. Được hơn một tuổi rồi, tuổi rưỡi rồi, đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy, hôm nọ ta thấy trao đổi. Thế bây giờ cái chim đấy là hôm nọ mày bảo mày nó 1.500.000 nhỉ? Đúng rồi ạ. 1.500.000 đấy, trăm trăm mà. Cháu đảm bảo luôn đấy, danh dự luôn. Chim đấy hay lắm mà, cháu để giá đấy là cực kỳ hữu nghị rồi. Thôi tao hôm nào tao phải làm một con chim đấy mới được. Vâng, bác về bác chơi luôn được mà. Ừ, đúng rồi, tao nuôi được. Nuôi đuôi nó dài, cường nó dày mà. Phần lắm rồi hả? Phần lắm rồi, mình đến mình chờ ức vào ngực, mình vụ lấy món ngón trỏ tay này gật huyết sáo là nó gù luôn. À, đấy. Vâng, nó thuần lắm, nó bầu bạn với mình được mà. Nhưng mà lấy luôn cả lồng của mày được không? Lấy được. Lấy cái lồng ấy bao nhiêu tiền đó nhỉ? Lồng thì cộng thêm 100 nghìn nữa. Cộng 100 nghìn nữa hả? Vâng. Ở đấy cái lồng ấy, lấy luôn cái lồng đấy là cứ ghi ai. Vâng, nó chim mà đi theo lồng mà quấn kín vào thì nó sẽ không bị hoảng hơn là mình cho vào hộp. Mà nó sẽ về, nó sẽ quen lồng luôn thì nó sẽ gáy luôn. Không, cái quen lồng không ấy, nhưng mà chả nhẽ nên mẹ cái con chim đẹp như thế cho vào cái lồng sắt nó không hay. Đúng không rồi. Không? Vâng. Đó. Vâng, cho đúng cái rồi. Lồng sắt hai đồ hôm nào tao ấy. Cái hôm nào mày tuyển cho tao một đôi khác này nhá. Vâng, được rồi, để mấy hôm nữa khoảng cháu có cái đôi nào nó cơ, tại vì cháu cũng rất quý bác, để cháu hôm nay cháu ấy lắm, nên ra là cháu nhớ bác rồi thì
Cháu nhớ cháu sẽ chuyển cho bác một đôi cực đẹp nữa. rồi rồi Vâng. cái con chim đuôi dài đấy là được hay cái mày nhỉ? Hai con đấy đều dài tất mà. Hai hai con đuôi dài hết hả? Vâng, nuôi toàn đuôi dài tất. Để bây giờ còn một con tao thả mẹ mấy con gái Nhật vào cho nó vui. Vâng. Ok Ừ. bác, vâng. Thế đây, hôm hôm nào mày gửi cho tao một con chim khách nhé. Thế hôm nào tao điện mày gửi cho tao con chim khách nhé. Vâng, cái chim khách thì bác chủ động điện, còn chim đôi thì để lúc nào có thông tin đẹp là cháu điện lại cho bác. Rồi rồi rồi, Hoặc phải là thì vẫn theo cái cái số kia xe phải của để cái anh phần, kia thôi, vâng. cái kia phải để phần như 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 cái đôi này này, cái đôi này mổ tốt lắm rồi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Giờ mẹ nó bay cao lắm, mẹ mẹ nó ra cái mẹ bay tút trên. Vâng, nó nhanh chim mà, nó khôn chim mà. Giá Vâng. mình nuôi được 1 2 ngày thì có khi mình còn hy Không vọng nó phải. về đây Không, đây 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 là đây nguyên nhân là nó hoảng thôi, ra chim thì nó cũng ấy mà. Vâng. thôi Được rồi, mất được mẹ rồi, ok. Vâng. mất mẹ 300 bạc coi như là một bài học đúng không? Đúng rồi, vâng. Vâng. Đã. Ok bác, vâng. Thế bác nhá. Alo ạ. Alo Thao hả? Vâng, cháu nghe đây ạ. Ông đứng đây. Vâng. Rồi đây đây Thao ơi. Vâng. Quên mùng 2 tháng tới này nhá, tao mở hàng cho mày nha. Mùng 2 tháng tới ạ ông. Tới mùng 2 tháng tới thôi mới tao xem là thứ tư. À, thứ Thứ tư tư. à? À, mùng 2 ông chọn ngày đấy ạ. Tao chọn ngày đấy, mày chuẩn bị tao một con chim 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 khách thật thật ngon nghẻ nhá. Con được rồi, bán bù đắp cho ông cái con kia một con đấy, con ngắm nghía 1,5 triệu đây, con chuyển cho ông. Rồi rồi nhá Mùng nhá. 2 à? Rồi đây, con vào sổ đây để có gì thì con phải Mùng nhớ. 2, mùng 2. Chính thức là mùng 2, tao xem lịch rồi. Vâng, hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nay là 20, hôm nay 27. À thế là rồi rồi, tầm 5 6 hôm nữa. Vâng. Thứ tư tuần tới này cơ mà, thứ tư tuần tới này cơ mà. Vâng, thứ tư tuần tới. Vâng. Rồi rồi nhá, nhớ Vâng. nha chưa. Vâng vâng nhớ rồi ạ, cháu vào sổ đấy rồi ạ. Vâng vâng. Rồi rồi. Vâng, chào bác. Alo, tôi hỏi có phải anh là đưa cái cải chim gáy ở Ba Vì Tam Đảo Vâng, đúng ạ. không? Tôi muốn hỏi anh một tí ấy là cái tôi muốn mua một đôi chim giống ấy. Có ạ, Thế vâng. thì thế thì tinh thần là như này, tôi thì trước năm mấy năm năm ngoái là thì nay tôi vẫn đương nuôi, nay là có ba đôi mà hai hai đôi chim kiểu đôi chim trắng ấy, một đôi chim chim gọi chim Pháp hay gì nâu nâu ấy. Vâng. Thế thì trước đây là năm ngoái năm kia tôi nuôi chim gáy thì cũng đã thành công ở nuôi đẻ được vài đôi rồi. Thế Vâng. nhưng mà được vài đôi sau đó thì nó cứ phần thì nó ấp gần nở rồi nó bỏ, phần thì có khi là mở mỏ rồi nó bỏ mà không làm cách nào được, mang đi nhờ ấp điện rồi thì các thứ nhờ về nhưng cũng không không được. Cái mãi về sau thì nó đẻ nhiều quá nó lấy sao con chim mái nó chết mất. À. Thế bây giờ thì tôi muốn đặt, bây giờ thì thực ra nói đều nó bây giờ thì nó linh tinh, nó không có đôi thôi, ở nhà thì còn có hai con chim cái ta thôi. Tôi Vâng. muốn đặt anh một đôi, ví dụ Vâng. như là tôi lấy gọi là cái loại mà nó chim non thôi, gọi là biết biết mổ thôi, thì nhà tôi là ở Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên, thế cái xe À, thường thì Đại rất là Từ tiện. Thái Nguyên đi, Đại Từ Thái Nguyên chuyển cho mấy người rồi. Ok. Thế Rồi thế thì tôi bây muốn giờ đặt như anh này, là bác bây giờ bác có hai vấn đề. Vấn đề của bác bây giờ nói luôn là bác nên lấy một đôi chim Pháp về là bác cho nó nuôi con và ấp chim lâu. Vâng. Thì ví dụ như là mình nó đẻ ra là nó có sống là mình cho nó ấp bỏ trứng cú Pháp đi cho nó nuôi. Thì nó lứa sau thì là nó đẻ tiếp thì là lại cho con cu lâu đó nuôi con của nó ấp lứa hai quả sau. Thế như thế là cái hiệu suất của nó sẽ tăng lên. Kể cả bác có Vâng. hỏng cái đôi nâu như mọi lần thì bác đôi Pháp đấy bác lại không phải mua giống nữa. Vâng. Thì còn cái đôi đôi bây giờ biết mổ thì phải đợi mấy hôm nữa, còn đôi bây giờ về bón thì là vẫn còn. Vâng. Thì Thế thì cái nếu mà đoạn bác bác mua xác định là làm lâu dài mà yêu nghề thì bác lên lấy cái đôi bón ấy là nó thuần về sau. Cái bón Đôi thì bón nó đấy của anh bây giờ, nhưng mà có xác định là một trống một mái không? 100% giống một mái luôn, khẳng định bác là người nuôi thì tặng bác một đôi nó về bác làm giống người nó. Vâng, cái đôi đấy giờ là bao tiền anh, cái đôi vừa vừa giờ Đôi đấy là bây giờ em đang bán là 500.000, chưa có tiền xe cộ vận chuyển gì cả, bán tại cơ sở luôn. Vâng. 500.000 là mà về là mình phải bán được bao nhiêu ngày tuổi vậy? Nó được khoảng 15 16 ngày, em bón hộ bác được mấy ngày rồi, bây giờ lông lá nó kín người rồi, tóm lại là nếu mà
đợt có đợt là có những con là đang học mổ, có đợt nào khan hàng quá thì nhưng có những con là nó tóm lại là lông nó phải phải kín người rồi, không không nó không non quá, có nghĩa là còn cái bón thì thực ra là mình cũng vất vả khoảng vài hôm xong thì sau này nó thuần thì nó làm bố mẹ nó cũng dễ bác ạ. Đấy Thế thế thì về bây giờ là mình cũng sau khi nó ấy cái là mình có thả vào chuồng rộng luôn hay là cứ để nhốt hai con nó ở cái góc đường là cái lồng nó phù hợp nhỏ nó trong cái công viên nhỏ thôi. bác bây giờ là nếu như mà bác muốn nuôi chim mà nó đẻ thuần thì tốt nhất là bác nuôi từ nhỏ, bác mua cái lồng 120-120 đấy là ngăn làm hai nửa ra, nếu mà nuôi một đôi gáy thì chỉ để một phần thôi, không không phải ngăn nữa cho nó rộng, nếu còn đặt cái khay vào đấy để ít cát ở đấy thế thì sau này là mình cứ sờ mó thứ thì nó đẻ nó thuần. Thế bây giờ bác làm thế kia là nó bộ của nó Alo. Thế đã gửi cho chú chưa? Gửi ấy à chú? Thế lúc anh bảo là từ giờ đến tối khoảng 6 giờ anh gửi cho chú đôi chim đi, À để đúng chú rồi, gửi. tôi đang trên đường đi từ trên cháu xuống Hà Nội rồi. Thế cứ bảo nếu mà có dặn thì cứ bảo là về đến đây huyện này từ thì điện thì chú ở Yên Lãng cách đến 15 cây mà thì chú sẽ ra thì ủy ban xã Thôi chú cháu sẽ giúp cứ về ghi hẳn vào đấy là Yên Lãng, thế thì đến gần đấy cho chú đỡ phải đi. đấy. Cứ lên Yên Lãng nhá, hay lúc Vâng, nào ấy chú xe cháu ở ghi đấy chỉ thì định có hẳn chú xe ở nhà tận đấy xe mà. rồi, ghi chỉ định hẳn và là đi qua xã Yên Lãng, có thể là xe Thái Nguyên, xe Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, nghĩa là xe nào phải qua Yên Lãng thì mới gửi. Được vâng rồi, hết vâng được rồi. vâng 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 thế nhá. Alo chú ạ. Alo. Thế sáng nay gửi đôi gì? Vâng, bây giờ nó đang trên đường đi rồi đấy, thì cháu để lại số. Hôm qua là chú nhận được chim rồi nhá, về nhận được thì chiều qua nhé. Chú gửi tiền cho nhà xe rồi à? Hôm qua là chú lên trước nhà xe này, chiều qua là chú lấy về rồi, nói chung là tốt, về nhà là ăn vâng tốt. vâng vâng thế thì chú cứ nuôi đi, công trong quá trình nuôi mà có cái gì đấy hoặc là có ai cần thì chú giới thiệu giúp cháu, cháu tư vấn thêm. Được rồi, đây vâng có mấy ông cũng đưa thích. vâng vâng Chú hỏi này, bây giờ những cái con mà hôm cháu ở vừa đưa lên video ấy là cái con mà nó đưa đổi lông cách đây được khoảng À độ một rồi rồi tuần rồi, đấy nó nhé. sườm sườm lông đúng rồi. Vâng. Con đấy là bây giờ là giá là bao nhiêu tiền cháu? À, con đấy bây giờ là 3,5 triệu bác ạ. Đây. Vâng. Thế là nếu mà chú hỏi là thế nếu như trước đây chú nuôi là nó hay bị cái bệnh là đau mắt cho nó đi hả, là khó chữa lắm, mà giờ nếu nó đau mắt thì chết kiểu gì? Đau mắt à? Đau mắt thì chú lấy cái thuốc thực ra nếu mà cái bệnh đau mắt đầu tiên là nó hay bị cái kiểu mằn mặt mới giận chim nó là bò mắt xong bắt đầu nó ngứa rồi nó tạo thành đau, thì thỉnh thoảng trên cái môi trường chuồng ấy chú lấy cái loại thuốc xịt muỗi ấy, chú xịt quanh quẩn ấy thì nó hết cái vi khuẩn. Cái thứ hai là trong trường hợp đau mắt thì chú nhét cho nó một vài cái cục tỏi, một vài cái lát ớt vào là nó kháng sinh là tự nó hết à. Đấy, còn nếu mà cẩn thận thì mình có bắt được ra thì bôi một ít nước nồng độ muối 0,90 đấy. Mới lại bôi cái thuốc đau mắt của người vào thế thôi, chỉ có cách thế thôi. Vâng. Vâng. Thế bây giờ chú hỏi bây giờ nếu giả sử nay mai mà cái con chim trắng với con chim này như là ghép vào với nhau có ghép được không, cái con chim chim trắng con À đấy phát cái gì? con Pháp với con ta thì ghép vào được với nhau, con Nhật ghép với con ta ghép được với nhau. Cháu cũng ghép con Nhật với con ta, nó ra con F1, bây giờ nó ra con nó màu lông như con Nhật xám xám đấy, nhưng mà nó lại có cườm như cả con Kuta. Nếu bao giờ là nó cũng hay hay thì cháu lại ghép trở lại một lần nữa con F1 đấy với một con Kuta tiếp, thì bây giờ nó ra cũng ra một cặp đôi con bây giờ rồi, ra một cặp bắt đầu chuẩn bị nên chuẩn bị giết mổ rồi, thì nó cũng hay phết, cháu ghép cái ra cả chim hồng với chim hoa mơ các thứ rồi mà. Nhưng mà khi sau khi ghép như thế là cái giọng gáy nó có giống gáy chim ta hay nó vẫn phù thế thôi? Giọng gáy thì những cái ví dụ như con chim mà con nào mà nó may ra thì nó được con là nó kiểu như là chim thì nó sẽ có hai dòng gọi là mái dòng và mái đúc. Con mái dòng á, có nghĩa là những con chim con của nó là kiểu gì nó cũng giống mẹ nó, nghĩa là mặc dù con trống nào thì vào nhưng mà nó vẫn ra là lai con mái nhiều. Đấy còn Thế là ghép mái ta thì nó sẽ là giống mái ta nhiều. đúng đúng đấy, nên là nó phụ thuộc vào cái con mái nào mà nó là mái dòng thì nó giữ lại cái gen của cái giống cái. Thế còn con mái đúc thì nó không khác gì
ấy thôi, nó coi như là vào con đường nào thì nó cũng theo gen con đường. Vâng vâng. Thế nhá, thế có gì có gì chú ở trong có gì cơ nhá. Vâng, chú cứ từ từ từng bước thôi, còn vấn đề thì chú cháu mình là chú cháu tiếp. Vâng vâng. Thế nhá.